Cuối mùa khô, trong những cánh rừng U Minh Hạ Cà Mau, kênh rạch cũng khô hạn dần. Đó cũng là lúc chuyến đi ong của những người đã gắn bó với công việc này cả chục năm trở nên đặc biệt. Những người ăn ong chuẩn bị kỹ lưỡng đồ nghề để vào rừng trại, lấy những tổ ong đầy mùi ngọt trước khi mùa mưa đến. Bởi những cánh rừng tràm sẽ trở nên ẩm ướt bởi mùa mưa kéo dài sau đó. Trong hành trình tìm đến những tổ ong trong cánh rừng tràm của vùng đất U Minh, chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống của con người gắn với tự nhiên, cũng như một mô hình sinh kế bền vững gắn với rừng, nơi vùng đất chứa đựng nhiều bí ẩn. Tên gọi Cà Mau được hình thành do người Khmer gọi tên vùng đất này là Tư Kha Mau, có nghĩa là vùng nước đen. Nước đen là màu nước đặc trưng do lá tràm của thảm rừng U Minh bạt ngàn rụng xuống. Cuối mùa khô, trong cánh rừng tràm U Minh Hạ, nơi mũi đất Cà Mau, những chảng năng giữa những thân tràm và những cây dây leo đã vào mùa khô kiệt. Nhìn từ trên cao, những chảng năng như thể đám tóc rối trong gió, xốp nhẹ và bồng bềnh. Nơi sinh sống lý tưởng của chim, chuột, rắn và những loài bò sát. Những cơn gió và đường chạy của những loài động vật khiến loài cây thân mềm đổ rạp xuống và chúng sẽ ngập trong bùn nước khi mùa mưa trở lại. Đối với cái rừng tràm, cây tràm này thì cái đặc biệt của nó phải sống theo cái hai mùa, giữa mùa mưa và mùa nắng. Nó phải thích hợp như vậy. Nó phải có 6 tháng trên khô và 6 tháng trong nước. Tại vì 6 tháng trong khô là nó để cho quá trình đó là sinh trưởng, cho phát triển của, cái như là lúc đó nó sẽ là có hoa, lá. Nhưng mà khi bước sang tới cái mùa mưa thì nó sống trong nước, thì lúc đó giai đoạn đó là giai đoạn phát triển để nó phục hồi tất cả các lá, nhưng mà hoa thì rất ít. Đó là để, đó là cái sự thích nghi của cái thực vật rừng trong cái hai cái giai đoạn đó. Nhưng mà tất cả các loài cây khác thì bước vào cái mùa cao nghiệt, cao điểm hay khắc nghiệt thì nó lại khác nhau, giống như những loài trăm hay là loài bùi. Thì mấy cái loài đó khi bước vào cái mùa khô thì nó sẽ xuống lá. Nhưng khi bước sang mùa mưa thì lúc đó là cái mùa mà nó phát triển, nó xanh xôi, lúc đó là nó sẽ là đâm chồi lọc dạ. Lúc đó là ở trên những cái tán trăm vô cái những cái dồi trăm thì các bạn sẽ trông thấy là ở nơi đó coi như là hoa trăm nó là nó dựng lên nhìn rất là đẹp. Hình như là không còn bao nhiêu lá non mà toàn là phần lớn là hoa của cái trăm nhiều. Rừng tràm cuối mùa khô là một sinh cảnh đặc biệt, cho thấy sự khắc nghiệt của tự nhiên. Những lo lắng khi mùa khô kéo dài gây nguy cơ cháy rừng. Đặc biệt, những năm gần đây trên một tảng thực vật dày. Rừng tràm U Minh Hạ là hệ sinh thái cơ bản, là rừng tràm phát triển tự nhiên trên đất than bùn, là hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng rất hiếm trên thế giới. Cây rừng U Minh chủ yếu là loại tràm ngập mặn, móp, năn, sậy và các loại dây leo cùng với hệ động vật đa dạng. Đây là ngôi nhà chung của nhiều loại động thực vật. Đối với cái hệ sinh thái của cái rừng tràm này á, thì giữa mùa mưa và mùa nắng đó hai cái riêng biệt nhau, thấy cũng rất là rõ ràng. Như vào cái mùa nắng, như các bạn đã đi vào trong rừng, các bạn đã từng thấy. Đối với tôi thì đối với cái rừng này, như các bạn thì tôi quen, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng giữa hai mùa riêng biệt nhau, như tất cả các loài giớn chọi nó sống cộng sinh trên thân cây của cây tràm. Ở đây thì các bạn đã thấy lá nó xuống, nó úa,
nó tạo thành một lớp thảm bã thực vật rất là dày, cũng như tất cả các loại thực vật cây cỏ nằm ở mấy bên dưới nó vẫn là bị khô, là do nó bị mất nước, nó không còn nước để nó hút để nó sinh sống. Nhưng khi bước sang cái mùa mưa thì tất cả những cái các cái loại thực vật như giả những loại giống chọi này, mặc dù nó héo nó xuống lá nhưng nó không chết, nó vẫn bám vào đó, nó vẫn là nhờ cái nước của từ thân cây tràm hút cái dinh dưỡng, nó cộng sinh, nó sống ra. Cho nên là sau khi những cơn mưa là được nặng hạt, nó biết đi sâu vào trong cái mùa mưa thì tất cả những cái chồi non nó sẽ là nảy lọc và nó tiếp tục nó sống cộng sinh với nhau liên tục trong cái dòng đời của nó. Cũng như nhiều khi các bạn đi vào trong rừng này, các bạn thấy trước mắt thì các bạn thấy đối với những cây tràm cổ thụ, những cây tràm lớn, cây tràm trên đất thang bùng, những cây tràm là lâu năm, thì nó có sự cộng sinh giữa hai thằng, là giữa thằng giống chọi và tràm. Nhưng mà nếu đối với cái rừng mà còn non thì cái sự cộng sinh đó không có. Đó là một cái diễn thế để gọi là cái sự tiếp diễn với nhau trong cái quá trình cộng sinh của các loài động, loài thực vật ở trong cái hệ sinh thái của rừng tràm này. Gắn bó với vùng sông nước kênh rạch, gia đình ông Năm Quốc đã sống ở U Minh Hạ cả cuộc đời. Ngôi nhà của ông nằm dưới những thân tràm, xung quanh là những kênh rạch mà vào đầu mùa khô, người dân phải khơi thông để dễ di chuyển. Ghe máy, thuyền gắn động cơ vẫn là phương tiện đi lại chính ở đây. Những cánh rừng tràm là sinh kế quan trọng của những người dân như ông Năm Quốc. Chúng cung cấp gỗ để làm nhà, làm củi đốt, cá và nguồn lợi thủy sản dưới những mương nước và đặc biệt là mật ong rừng tràm. Những tinh túy của hoa tràm được biết đến như một tặng vật quan trọng của tự nhiên nơi vùng đất này. Ngày xưa tôi ở Đầm Dơi, tôi nghe rừng U Minh này cá rồi ong rồi nhiều, thích nhất là cá. Buổi ban đầu chủ yếu là cá thôi, ham cá về đây ở. Rồi thời gian cá thì ngày nó cũng cạn kiệt, dân chúng ngày ở đông cho nên là xây ra cái lý tưởng là ở đây có mấy già xưa đó là ông gác kiểu ong là hay. Rồi ong thì nó thu nhập nó cũng tương đối nó cao. Về đây mới thích cái vụ ong rồi mới học hỏi thêm mấy ông già xưa. Rồi ông truyền lại cho mình, giờ ông cũng chết rồi, truyền lại cho mình thì cái thu nhập với cái ong là nó hiệu quả hơn, nó lâu bền hơn. Khí hậu của Cà Mau được chia làm hai mùa tương đối rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Năm nay, mùa khô kéo dài hơn. Cuối tháng 6, ông Năm Quốc vẫn có thể vào rừng tràm để lấy những tổ ong rừng. Từ đầu mùa mới chỉ có một đợt mưa nhẹ giữa rừng tràm. Thì cái mùa hạn, vào cái mùa hạn thì nó vất vả, có cái là phải là bị nó hạn là nó sợ dễ bị gây cháy. Cho nên mình phải rất là khó khăn cái mình đi giữ gìn đầu sợ người, cái những cái người bên ngoài ta ăn cắp nữa. Cho nên mình giữ rất là chặt chẽ. Đi thì anh em tập trung hay trực băng đêm băng hôm hay đi từng và thường xuyên. Mình cho nên lấy cái mùa khô được để mình dự trữ cho buôn bán rồi khách khứa rồi thì nó được thu nhập. Còn cái mùa mưa thì chủ yếu là đi đưa cho người ta đi chỉ bơi xuồng rồi đi coi rồi tỉnh gì đó. Còn cái quan trọng là cái mùa hạn là mình thu nhập được nhiều rồi, nhưng mà nó rất là khó khăn. Khó khăn vì cái lửa, cái dễ cháy lắm, nó khô cạn dữ đó, hàng năm nó khô tới là gần 2 mét nước mà. Cho nên là nó khó khăn cái vụ đó. Con thuyền lướt đi trên những kênh rạch nhỏ hẹp. Nước nông, có những đoạn chỉ chống thuyền bằng xào, chứ không dùng được máy. Thậm chí có những đoạn phải xuống thuyền, đẩy thuyền qua những đoạn kênh đầy bùn lầy. Ông Năm Quốc luôn cần thêm người hỗ trợ.
Thì đi vào mùa hạn thì tập trung anh em đẩy, đẩy cho nó qua mấy cái đoạn mà cạn hung để anh em mới vô được vô tận trong sâu mới được. Cho nên là cái mùa hạn là phải anh em phải đông mới được, phải đi vô tận rừng thì phải đi bằng thuyền. Còn đi bộ thì nó cũng nguy hiểm, con cái rồi khi bị lửa rồi mình đi được, người khác đi bên ngoài nó cũng bắt chước đi theo nữa. Mình chủ yếu là đẩy thuyền cho nên là gặp nhiều cái khó khăn vậy đó. Cứ vào khoảng tháng 11-12, ở xứ rừng tràm U Minh Hạ, bông tràm đua nhau nở rộ, tỏa ngát hương thơm. Các loài ong thường hay bay về, chọn những nhánh tràm xiên làm tổ, đều đặn như vậy. Quan sát được quy luật này, nên cư dân ở vùng tràm U Minh Hạ nghĩ ra cách dẫn dụ ong rừng về làm tổ lấy mật bằng cách gác những nhánh tràm xiên như vậy. Từ đó mà hình thành ra nghề gác kẻo ong. Thì anh gác là anh lựa có một cái chảng độ khoảng chừng 3 mét vuông, có cái chảng cây chết vậy đó, có ánh nắng mặt trời mọc nó gọi thẳng vào cái đầu kèo mình coi theo cái hướng mặt trời đó mình gác, mà phải có, trong khi đó anh phải có cái chảng, chứ nó như gừng mà nó dày như bàn tay anh gác không xuống. Nhưng có một cái quãng đó cây dài 3-4 cái cây chết vậy đó, thì nó có cái chảng trống đó, anh mới nhìn thẳng vào cái hướng mặt trời mọc, thì anh gác quay về mặt trời mọc đó là nó xuống. Chắc ăn có khoảng là 50% chứ ba. Việc khó nhất trong gác kèo ong chính là chọn chảng, tức là chọn vị trí để đặt kèo. Chảng là một vùng có cỏ sậy, lưa thưa, chảm nhỏ, thông thoáng, cây cỏ không quá cao, giống như một thung lũng vậy. Những chảng tự nhiên này là một địa điểm tốt để gác kèo ong dẫn ong xuống. Có nhiều loại chảng lắm, chảng sậy, chảng con, chảng non, thường phân bố rải rác ở vùng rừng quốc gia U Minh Hạ và các vùng lân cận. Chọn nơi đặt kèo làm sao cho ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào thân kèo. Thân kèo phải đảm bảo khô, thông thoáng thì ong rừng mới xuống làm tổ. Nếu mà thời điểm mà bắt đầu mình làm kèo thì cỡ tháng 7 mình làm rồi. Tháng 7, tháng 9, tháng 10 bắt đầu nó có bông, tháng 7 mình làm chỗ sẵn cho nó rồi. Là vô từ tháng 10, 11 âm lịch là ông nó sẽ về, từ tháng 10 nó về, tháng 6, tháng 7 là mình dọn chỗ rồi. Mình coi địa điểm nào tốt, mình nhìn hướng nắng, là mặt trời đồ này kia nọ là mình chuẩn bị cho nó sẵn rồi, là cỡ khoảng tháng 9 là nó vô thời điểm đó, tháng 9 âm lịch nha, tháng 9. Thì cái mùa đó là tốt nhất cho nó, thì từ tháng 10 trở lên thì bắt đầu vô vụ mùa khô rồi đó, là tới tháng 4 là dứt điểm. Tháng 4 bắt đầu rớt hột mưa rồi dứt điểm, tháng 4 âm lịch là dứt điểm. Rồi tháng 4 đó trở về sau nữa thì từ tháng 6, tháng 7 vô có mùa nước đó, mình chỉ đi ăn ong là mình lấy cái tàn ong non á, mình về mình chế biến. Ví dụ là làm mắm ong, rồi mình làm gỏi ong, rồi mình chiên bột đó, là dân dân cho khách anh em ta lại ta biết ở phương xa, lại khi ta hỏi cái loại này là gì, có người ta kêu con nhộng ong đó, mình chế biến đó cho anh em ta. Việc đặt kéo ong thường được bắt đầu khi mùa mưa kết thúc, còn việc đi ong kéo dài trong suốt cả mùa khô. Mình muốn đi gác kèo ong thì phải đi vào buổi sáng để chủ yếu là nhìn thấy mặt trời đang nhắm hướng, rồi từ 11 giờ là mình nghỉ rồi. Cái đó mặt trời nó đứng đầu hết đi đường đón cái hướng á. Đi cắt ong ấy thì đi ăn ong thì vào ngày như nào, thời tiết thì, nào? Thời điểm thí dụ một tháng là mình ăn một lần, thì mình phải canh là đúng tháng là tới cử đó mình ăn, từ 20 ngày trở lên ăn được rồi.
Và nhiều người ta để cho ổ cho hơi già chút thì khoảng tháng cũng được, tự tháng trở lại không quá tháng, 20 ngày 25 ngày trong vòng cỡ lúc đó. Còn vào mùa hạn này anh đi ăn thì cái tiểu khu nó đang trực lửa cho nó, nó giao cho thí dụ như ngày 15 thì các anh em ở đâu không biết là cái ngày 15 đó là phải đi ăn. Thì cái mùa đó là mùa lửa để cho tiểu khu nó trên gừng nó nhìn xuống chỗ nào mà lỡ có cháy là nó sẽ tới liền. Cho nên là tập trung ăn là cái tới ngày 15, 16, nếu ai kèo nhiều là ai cho ăn 2 ngày. Thì các tiểu khu nó lên hết, nó trực, nó coi cho mình luôn. Là mình cái ngày vào ngày 15, 16 là phải đi ăn hết. Những bông hoa chảm với mùi hương đặc trưng sẽ dụ những đàn ong tới. Việc của những người đặt kèo ong sau đó là kiên nhẫn chờ đợi và tránh tác động. Bởi những bầy ong nhạy cảm sẽ nhanh chóng bỏ đi. Chăm sóc kèo ong sau khi đặt là việc đòi hỏi, phải làm thường xuyên, khoảng một tháng một lần. Sau khi gác kèo từ 5 đến 10 ngày, nên kiểm tra xem ong có xuống làm tổ. Kèo nào ong chưa xuống thì xem xét chỉnh sửa lại. Kèo nào ong xuống thì chừng 15-20 ngày là bắt đầu ăn ong. Ông Năm Quốc là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đặt kèo và lấy mật ong. Đôi mắt tinh anh nhìn sâu vào những đám lá cây rậm rạp của rừng. Nước rừng tràm màu hổ phách nhìn sâu xuống tận đáy, nơi những loài thủy sinh vẫn phát triển. Đây là khu vực rừng trồng và rừng tái sinh đã được chia thành những lô để dễ dàng quản lý. Nên ông Năm Quốc biết rõ những kèo nào mình đặt ở đâu, giờ đây có thể khai thác được. Việc lấy mật thoạt nhìn tưởng đơn giản, với một chiếc mũ có lưới chùm che kín khuôn mặt và ống thổi khói để xua ong. Ống thổi khói này dùng bùi nhùi bằng sợi dừa khô. Kỳ thực việc lấy mật cần rất khéo léo nếu không muốn bị ong đốt. Bây giờ cái kèo ong mùa hạn thì tôi không còn lấy bằng cái đuốc nữa. Tới đây phải chế ra bằng cái máy để phun khói. Cho nên là phải đặt cái làm cái máy, mình tự mình chế ra cái máy phun khói chứ không có dám đi ăn. Hồi xưa thì quấn bằng cây su dừa, đuốc su dừa thổi thì nó văng tùm lum hết. Thì bây giờ mình phải chế ra cái máy thổi khói là nó được đảm bảo hơn cho từ đây trở về sau. Đi khói không? Những người đi ong như Năm Quốc phải rất cẩn thận, không bao giờ được làm cháy cánh rừng tràm cuối mùa khô bởi những bụi tro. Càng sát vô là càng ngon. Bằng một con dao nhỏ, lưỡi dài và bén, ông Năm Quốc cắt gọn gàng phần mặt ong. Một chút sóc ong còn lại được để dính chân thân để ong tiếp tục làm tổ. Cả đàn ong bay tán loạn và trực chờ tấn công lại những người thợ đi ong. Nếu đi thời tiết đi lấy kèo ong thì phải trời gì dắt sáng lên có khoảng 6-7 giờ rồi có nổi nó nắng lên có khoảng 8 giờ. Nắng nó nổi lên tỏ chứ mưa thì đi không nên đi được. Mưa là nó u ám lắm, con ong nó mình thổi khói nó không chịu bay ra cho nên là nó quẩn đó là nó không vung ra, nó dễ đánh mình đó. Cho nên là mình đi phải có để cho trời nắng khô ráo mình đi nó đỡ, trời chuyển mưa u ám là nó đi nó rất nguy hiểm. Chứ cái đầu mùa mưa này nè, con ong nó đi hút cái bông trái giác là cái bông trái giác đó là nó cái trái đó nó hơi ngứa đi là nó đi nó hút mấy cái nhụy trái giác đó là cái đầu mùa mưa từ tháng
tháng 5 tháng 6 này là nếu đi ăn ong là dễ bị đánh lắm. Nó ngứa cái đít nó là nó hung lắm. Cho nên là mưa xong rồi từ tháng 7 tháng 8 lên thì nó đỡ rồi, nó êm rồi. Đầu mùa mưa gớt chừng 5-10 đám mưa đầu tiên là nó ngứa đít nó là vô bị đít. Kỹ năng quan trọng là phải mau chóng rút khỏi vị trí của tổ ong, không để những con ong rừng chạm lao tới đốt. Công việc này được ông Năm Quốc làm thành thạo. Với những đường cắt ngọt trên tổ ong, đường cắt đầu tiên cắt từ đầu kèo đi xuống, từ trước ra sau để tách rời phần khúc mật ra khỏi phần tàng ong. Ở đường thứ hai cắt khúc mật ong ra khỏi tổ ong và kết thúc ở đường thứ ba cắt ngang thân kèo, nơi phần tổ ong gắn liền với kèo, để cắt hẳn phần khúc mật ra khỏi tổ ong. Khi cắt mật, người thợ ăn ong sẽ chỉnh lại tàng ong bằng cách cắt bỏ những phần tổ có màu đen, để phần tàng ong thừa bảo vệ tàng ong không bị gió thổi ngã, gắn bánh sáp vào thân kèo để ong tiếp tục sinh sống và phát triển, không tách đàn. Một năm gác kèo ong tự nhiên thường thu được khoảng 6 đợt mật. Trung bình, mỗi lần lấy mật thu được từ 3 đến 5 lít. Đây là chuyến đi ong cuối cùng trong mùa khô này. Khi những giọt mưa rơi xuống, ông Năm Quốc sẽ không đi lấy mật nữa, vì lúc đó mật ong đã nhạt. Thì cái đặc điểm cái mật ong của rừng tràm này nó tốt, nhưng mà cái mùa mưa nó hơi dở là cái nhụy bông tràm đó là nó có bị chất nước. Như con ong nó hút đi nó bị dính mấy phần trăm nước trong đó là như một lít đó. Thì ví dụ như mùa mưa thì nó khoảng 1,1 kg. Còn nếu mùa hạn thì từ 1,3 kg đến 1,4 kg là nó rất là kẹo, nó không có nước, là mùa hạn là rất tốt. Cho nên là cái mùa hạn là cái thời điểm là cái mật ong giá nó cao. Mình thu nhập cái ong đó là nó được nhiều tiền hơn cái mùa nước nhiều. Từ bao đời nay, người dân U Minh đã sống bằng nghề gác kèo ong, khai thác mật ong rừng, một đặc sản thiên nhiên của vùng đất cực nam của Tổ quốc. Khi mùa khô bắt đầu, khi những cây tràm trổ bông, cũng là thời điểm mật ong rừng tràm ngon, sánh đặc nhất trong năm. Người dân dưới tán rừng có thêm nguồn thu nhập. Ngày nay, hệ sinh thái tự nhiên đang bị đe dọa do sự phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp thâm canh. Kho tri thức địa phương đang dần bị mai một và mất đi, không tiếp tục chuyển lại cho thế hệ mai sau. Nghề gác kèo ong có nguy cơ bị thất truyền. Giờ nó thay đổi, giờ nó không còn như hồi xưa. Thiên nhiên ngày xưa thì đất nó liền, bây giờ là chúng cho đưa cơ giới vô sáng múc rồi nó cải tạo đất lại như hàng năm vậy đó. Hàng năm giờ nó cải tạo đất như là nó lên liếp nó trồng. Hồi xưa thì nó thiên nhiên thì cái 10 năm hoặc 12 năm tới cái chu kỳ để khai thác bán cây, mà bây giờ nó cải tạo lại nó cho cơ giới vô nó múc là lên liếp là khoảng 5 năm là tối thiểu là nó phải bán được rồi. Cho nên là đưa cái giới vô nó làm cũng như là cái khu công nghiệp vậy đó. Cho nên là nó không còn thiên nhiên như ngày xưa nữa. Dưới ánh nắng của rừng tràm, ông Năm Quốc vắt mật ong. Thành quả của một ngày vất vả. Trước khi vắt lên mật, ông Năm Quốc cạo sạch phần ké ong, không cho dính vào khúc mật, bởi nếu lỡ có dính phải ít nhiều, mật sẽ bị mất chất, đổi màu và chua. Khi ép mật, ông Năm Quốc không bỏ lớp sáp ong, vì lớp sáp ong nổi trên bề mặt sẽ bị mất đi, mật ong rừng dễ bị chua. Bây giờ thật sự là mê rừng dữ lắm.
thích gừng lắm, cỡ nào cũng bảo quản gừng hết trơn. Cho nên là cỡ nào cũng bởi vì mình phải bảo vệ gừng, rồi mùa hạn mùa mưa rồi phải là sợ cháy gừng rồi đủ thứ chuyện. Chứ giờ thấy gừng là mê rồi, mình là không có gì bằng qua gừng hết trơn. Hồi xưa thì thích cá với mật ong, nhưng mà bây giờ là càng thích gừng nhiều hơn nữa. Người dân sống ở rừng U Minh Hạ được nhà nước giao đất, giao rừng và mưu sinh trên chính mảnh rừng của họ bằng những nghề như trồng rừng, khai thác gỗ, gắt kẻo ong, giăng câu, thả lưới, tát đỉa. Trên những bờ bao, người dân trồng cây ăn trái. Gắn bó với rừng nên người dân U Minh Hạ rất yêu rừng, yêu thiên nhiên và giữ rừng như chính báu vật của mình. Rừng U Minh Hạ vốn được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nhiều đặc sản quý, trong đó phải kể đến mật ong. Tận dụng lợi thế ấy, người dân sống dưới tán rừng ra sức chăm sóc, bảo vệ, gắn với nghề gắt kẻo ong, đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Mặt khác, còn góp phần bảo vệ thương hiệu mật ong rừng Tràng U Minh Hạ. Tuy nhiên, việc đưa những giống cây mới như cây keo vào trồng có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như sự ổn định của rừng Tràng nước, vốn đặc trưng ở nơi đây. Từ hồi trước là người dân cư nó ít, thì cá nó còn nhiều, mà bây giờ dân cư giờ nó vô nhiều quá rồi, cơ giới múc rồi mấy ông đưa vô ba cái trồng keo lai nè, cho nên là nó hủy diệt cái môi trường. Ba cái keo lai này là nó cá nó cũng không còn đâu. Cái lá tràm thiên nhiên thì nó được, mà cái keo lai cái nó có chất có tinh dầu quá, cho nên là trồng keo lai rồi giờ tới đây là cái cá là nó sẽ hủy diệt, nó không còn bao nhiêu cá. Ba cái keo lai chứ hồi xưa thì tràm thiên nhiên của mình, tràm nước của mình thì cá lương đồ là bình thường, cá đồng là dữ lắm. Bây giờ nó cho sáng cơ giới vô múc trồng keo lai đó, theo nhà nước bây giờ bắt trồng keo lai thì giờ cá không còn nhiều. Trong căn bếp nhỏ, vợ ông Năm Quốc nướng cá trên bếp than chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Món ăn quen thuộc là những loài cá ngon đặc trưng của vùng kênh rạch Cà Mau. Khói bếp từ than chàm và mùi cá làm ấm căn bếp nhỏ hướng ra vùng kênh rạch. Trên những kênh rạch chằng chịt, những hạt mưa bắt đầu đổ xuống. Con thuyền chở những thân chàm đi trong màn mưa. Những cơn mưa đầu mùa dẫu là ít ỏi sẽ làm hồi sinh sự sống của miền đất và những cánh rừng tràm nơi cực nam của lãnh thổ nhiệt đới gió mùa. Những cơn mưa phút chốc sẽ nhường chỗ cho những trận mưa dai dẳng kéo dài đến hết mùa mưa, và những cánh rừng tràm sẽ phong kín trong mùa mưa.